안녕하세요. 안녕하세요. 셀amat pagi. Selamat pagi. Oh. Nih, nama saya Tang. Saya berasal dari Vietnam. Sekarang saya tinggal di Jepang. Setiap saya kerja Kakaknya dengan지금 teman kerja orang Kingbet Indonesia. Bahasa Indonesia, Nihongo, Tiếng Hàn, Dòng cúc có dòng o Trung Quốc Hàn có Indonesia o Hàn Quốc có Vietnam o Spain o Spain không? này công bố học của Israel chẳng Thân thân 취미는 외국어 공부하는 거예요? này chỉ mình người của con đường công bố học của Israel 있어요. 왜 훌륭해요. 남토랍. 우리 내가 그 티행한 한국어 문장 얘기해 볼게요. 여기는 발리입니다. 발리는 서핑으로 유명해요. Ở đây thì có Yokinun Bali Bali Yeo Yokinun Shopping Shopping Israel. Ở đây thì có Bali là ở Bali, ở đây là ở Bali. Ở đây thì có shopping Yumi shopping ở đây thì nổi tiếng shopping ở Euro Yumi nhiều Tiếng Việt sao này rồi? ở đây là Bali Balito đây là Bali ở đây nổi tiếng là shopping mua sắm là nước sống là nước sống nổi tiếng là lướt sóng cách ra nhờ Ở đây là Bali, ở đây nói chuyện là Lục Sông, ok. này đang cắt ra này Nè, tiếng Việt 하나 얘기해 줘요. này thời tiết thì nhiều mây có vẻ sắp mưa thời tiết thì Thích, có nhiều mây có vẻ sắp mưa Ô bài sắp mưa. Thời tiết 날씨가 비가 올것 같아요. 맞아요? Thời tiết thời tiết có vẻ nhiều mây thời tiết nhiều mây có vẻ sắp mưa Tiếng Việt bỏ bỏ ra vừa nè tôi chết thời tiết có nhiều mây có vẻ trời sắp mưa Nancy Nun Hurico Cô Bạc Bika On Cos Ca Sâm Nì Tà nè nè Hurico Hurry, tiếng Việt. Sao Nè
Hỏi cái tiếp Tôi như vậy. tiếc cô nhớ mãi cô về rồi sắp mùa. Tôi tiếc cô nhớ mãi Mexico, nhưng rồi mà cô về đây. rồi sắp mùa. Mexico. Ok. À, Mexico. một câu Này. chẳng hạn. Bulbun parasoli isoyo. Bulbun 빨강 빨강 파라솔이 있어요. Sorry, có Ê, âm thanh của해변에 빨강 파라솔이 있어요. Né. 특히 chăn một là dùng해변에 빨간 해변 phải biển해변 đi bạc căng ba răng parasol o o onang o này. À, có một chiếc dù trên màu đỏ trên bờ biển à. Này có một chiếc dù che nắng màu đỏ trên bãi biển. Dù che, có một chiếc dù che nắng Gồm màu một đỏ chiếc trên dù bãi che biển nắng màu đồ trên biển bài bên ừ. nè Gồm một thì chiếc biển nè ban căn một và chiếc ra dù che sông gây nắng sẽ màu đỏ một chiếc dù che nắng parasol Barasun. nè nè ừ. Tiếng Việt hôm nay chưa hiểu. Này, khi lướt sóng thì có người cứu hộ không? Khi rút sóng của người thì rút khổ. Rút sóng Khi lướt sóng thì có người cứu Hát hộ không? shopping hay tiền nên khi lúc sống cô hồ một giờ hai bên thôi Khi lướt sóng thì có người cứu hộ không? cô người đưa đồ hộ Shopping han te nè in myeong gu cho won e isoyo. nè nè sợ cô Shopping han te in myeong go jowon e isnayo nè 있어요 no e myeong go jowon khi lúc trốn thì cô nhuối cô khổ không à này nhuối cô khổ thì mong người gì cứu đâu mà hộ nè in myeong gu cho won có thể hiểu in myeong gu cho won nè 오늘 이야기 주제는
À, gửi hết nghe khoản nào nhỉ à, dịu. Học sinh cho. À.네, 여기 두개 해봐요. 안녕하세요. 언어 학습 여정은 어떠세요? 안녕하세요. 네. 또 정적기지만 흥미로워요. 당신은요? 야반 안진 옥 농누 구아반 누 떼나오. Xin chào, đó là một cách thức nhân thú vị, còn bạn? Chào đổi. Nha, anh nhớ hai CEO, Honor, học sinh, dùng trong ơn, ở tê sử dụng. 안녕하세요. 도전적이지만 흥미로워요. 당신은요? Chào bạn, hành trình học ngôn ngữ của bạn như thế nào? Xin chào. Đó là một tác thức nướng từ bi. Con bán. Không bạn, này. Ok. 우리 손님 왔어요. 남르 인사해요. 인사해요. 네. 반가워요. 진짜요. 자. 네. 진짜요. 아, 오케이. 네. 아, 나는 정경식입니다. 반가워요. 만나서 반갑습니다. 네. 딴도 인사해요. 땡 뱃, 해도 돼요? em chào anh ạ. Em tên là Tăng, hiện em đang sinh sống và làm việc tại Nhật. Thì có thời gian thì em cũng muốn học ngôn ngữ nên em đang trao đổi học ngôn ngữ với thầy. Yeah. 네. 아, 남루 씨도 인사해 주세요. Anh có thể đi giới thiệu bằng tiếng Việt đi ạ. Tiếng Việt À? ok không? Đây đây, nghe đây ạ. Mình gọi ổng bằng tên gì ta? Cứ gọi là thầy đi. À thầy, Anh giới thiệu với rồi. Tăng thôi. Đây là Tăng là bao nhiêu tuổi ta? Em 31 À thì thôi Tăng nhỏ hơn à, anh là 39. ạ. Anh tên là Nam. Vâng Đang ở Phú Quốc, trước đây có ở Sài Gòn mười mấy năm mà mới chuyển ra Phú Quốc ở được mấy tháng à. ạ. Vâng ạ. À, thì hiện tại là đang chạy lái xe taxi xanh đó, mà cũng cũng muốn là học tiếng Hàn để tại vì nó đang cái hướng là sau này làm dạng như hướng hướng dẫn tour cho người Hàn Quốc á, Vâng. nên cũng đang muốn học tiếng Hàn. À, good, good. Học tiếng Anh, ok. Học Dạ. tiếng Việt, yeah. Bây giờ chúng ta học chào chuyện. Đại hòa, conversation about travel. Nam nữ bao lâu em học tiếng Hàn? Thì đang cố gắng học trong trong 1 năm, Một tại vì năm. có người 1 năm. Em có thể đọc tiếng Hàn không? Anh đọc tiếng Tiếng Hàn đi ạ. Hàn. Chứ chứ học sinh cha một với học sinh cha hai này. Có thể tốt Sao ta? Anh đọc được tiếng Hàn chưa? Chưa. chưa chưa ok Anh ok thuộc bảng chữ yeah. cái ok Đang ok học trên 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 ok trên cái app rồi chưa? Mới bắt đầu luôn ok the tiếng Hàn, 안녕하세요. Chào bạn. Anh Haseo, Anh Haseo, Nè, học một cái chào chào bạn. Nè. 언어 학습. nó là Học ngôn là ngữ, học là
Phúc Học sức học tập đấy. ở nó là nông nu, nông nu. Này Anh Kinh vợ chồng, vợ chồng. giờ trong Nè nè. Qua bên nu thế họ nào, ở tê thì ô. họ thì sẽ đó Ở tơ xe ô. thì sẽ Nè. vô là nó kính ngữ. Nè, xin chào, anh nhau xe ô. Đô la, thưa cô. Cô cũng qua nên cô đô la. Mô tăng tức, tăng tắc tắc tức thổ chuẩn. Thổ Thách chuẩn, thổ chuẩn. thức tròn Thổ tròn chuẩn. bùm Nè nè, bốp thổ chuẩn. bùm bốp bùm la Nè vô nè, thổ chuẩn. Nướng, corona, nướng. Corona, Hachiman, nhưng mà, nhưng thử thách to be 재밌어요. trên Mỹ sao dùng Nè, 흥미로워요, to be. hungry Nè, to be 흥미로워요. Còn bạn, 당신은요, 당신은요, còn bạn, xem. Nè, 요거 두개 해볼게요. OK. Nam nữ thân ba em sẽ nói chào chuyện. And then nam nữ có thể nè, OK. này Nè, listen, OK. Tôi cũng bài tôi đang luôn tập mỗi ngày nhưng một số cái niệm bằng của khăn. Bạn đang học ngôn ngữ nào? tôi đang học tiếng Tây Ban Nha, đó là một được ngôn ngữ tuyệt vời, nhưng đôi khi cách sử dụng động từ làm tôi phát điên. 저도 그럴게요. 저도 그래요. 매일 연습하고 있지만 몇 가지 개념이 여전히 어려워요. 어떤 언어를 공부하고 계세요? 저는 스페인어를 배우고 있어요. 아름다운 언어지만 동사 활용이 가끔 난 미지게 만들어요. 네, 저도 đối. 네, tôi cũng vậy. Tôi đang luyện tập mỗi ngày, nhưng một số khái niệm vẫn khó khăn. Bạn đang học ngôn ngữ nào? Tôi đang học tiếng Tây Ban Nha. Đó là một ngôn ngữ tuyệt vời. Nhưng tôi kỳ cách sử dụng động từ làm tôi phát triển. Toto, Krokeo, Mein, Yonsup Hako, Ichiman, Mio, Kachi, Kenyomi, Yochonhi, Yochonni, Oreo. Yonsup Hako, Kenyomi, Yochonni, Orawayo, Oton, Yonorun, Kambuhako, Kê저는 스페인어를 배우고 있어요. 아름다운 언어지만 동사 활용이 가끔 날 미치게 만들어요. 책한 볼게요. 네. 또이 저 이거 나는 저는 이거 구분할 수 있으면 좋아요. 나, 저, 이거는 저는 Tính ngữ, tính ngữ này.흰누 이거예요. 나는 엠민 그 어린 사람한테 쓰거나 친구한테 쓰거나 할때 friend, younger and friend, and then 수중 나 Ban man. older people 있는 저전 저도 그래요. 있는 sorry sorry 오케이 네. 있는 있는 저도 그래요. 또는 이거 꿈꿈 또이 꿈꿈 바이 꿈꿈 봐봐요. 네, 매일 매일 모이나이 네. 매일 매일
Mỗi ngày Nè. dân sức luôn thấp, luôn thấp. Luôn tập. Dân sức Luôn thấp à? sức. Dân sức thấp có ít rồi. À, đang luôn thấp. Ichiman nung, nung. Ichiman ita. Ichiman là nhưng. Yêu đương sao? Bạn chữ cái với tiếng Hàn là có bao nhiêu từ đó? Hàn Quốc cũng vui haji man. Tôi đang học tiếng Hàn nưng nưng. Tôi có thể nè, ý có Corona, iran tisyo corona nưng nưng. Nhưng Corona. Corona, tuy nhiên Corona, Nhưng mà Crochiman. Cre Hachiman, Cũng có hạt Corona, chứ Cre Crena, mà nó Ừ. 이거 지만 공부하지만 그러나 같은 뜻이에요. 피행한 이렇게 붙여서 말하는 거 말이에요. Corona, Crochiman. Grande. biết 비슷해요. 네, 비슷해요. Haji만 몇 가지 개념이 여전히 어려워요. 몇 가지라 능마 모소 Nó khác nhau à?개념 소소 모소 몇 가지. 몇 가지? 많고 혹한 어려워요? 어려워요. 여전히 뜻이 뭐예요? 여전히? 네. 한뜻 뭐예요? khó khăn là 어려워요. Bạn 여전히? 뭐 tàn sinh. 아니, 이반. 아니. 안. Vẫn là attic. 아직, 여전히, 오케이. 이거 그러면 아직 같은 뜻이에요. 아직? 반. 네. 어떤 언어를 공부하고 계세요? 반당 혹 농누나오? 대한 땡백 저는 스페인어를 배우고 있어요. 또이 땅혹 땡 땡한 땡백 타이반야 스페인어 서바나 이거 한국어 Savannah. 한국 사람 서바나라고 Spain. 얘기해요. 서바나 Spain. Spain. Savannah. 서바노, 타이반나 비슷해요. 네. 탱고, 페이너라고도 하고 서바노라고. 놀라, 그것은 이거 땡 타이반냐 놀라. 모 농루 투엣 보이 멋진 단어예요. 모 농루 투엣 보이 좋은 단어예요. 능하지만 또 있기. 이 범할 때 각각 수중 동투 동사 동사 활용. 동사 활용 사용을 사용이 너의 동출함 동사 사용 동출함 활용 동사 활용은 너의 빠진 뜻 뭐예요? 응, phát đi nè, mì chi.
Michike mạnh Bạn Terayo rồi ở phát triển Boria mình Pio, chăm sóc phát triển Boria Pio, đi qua mi Boria Moriba Abayo Pio này phát triển bị chia sẻ mạnh rồi cho mình sang oh, Michike Tetsuyo. nè nè cái năm năm nữa em năm nước have you ever learned how to read Korean? I'm finding Okay, okay. Maybe how I can give you a lesson about how to read Korean. to Later, I can give you information after studying. This lesson usually more effective one-on-one and studying man-to-man is better to learn. Yes, when we study language exchange, but today and I want to show you how we study and just normally we study one-on-one because we can pay attention to only focus the studying if the more than three people speaking and distracted when we study, so and then not effective. Okay, then maybe next time I can study with you one-on-one when you have time. But today, just you see how to do. Okay. I know what you mean. Okay. 네, 그러면 one more. Tức là thầy nói là học một lớp là học trao đổi ngữ, thường học lớp một với một thôi, nhưng thế nó sẽ hợp trình độ hơn. Như lớp này thì anh cũng chưa học được đâu. Đúng Hôm rồi, đúng rồi. nay thầy chỉ sâu cho anh biết học cách học như thế nào thôi. Rồi 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 thì ông nói tiếng Anh anh hiểu mà, nói chung anh cũng biết tiếng Anh mà. Bây giờ anh cũng đang hỏi là bắt đầu từ từ đâu là cũng mới à, cho nên là giờ cũng đang như em nói là phải học cái bảng chữ cái đúng là hay chăng. Vâng đúng rồi, học thì tiếng Việt mình học sau thì tiếng Hàn nó cũng học như vậy anh. Anh ngày xưa mình học tiếng Việt như thế nào là tiếng Hàn nó học cũng y chang như thế. À, cũng ráp dân ráp ráp từ những vậy luôn à. Nhắn luôn. Nó cũng là có bảng chữ cái, bắt đầu thuộc bảng chữ cái rồi ghép vào. Học. Ok. rồi 네. Keep doing. 알아요. 저는 프랑스어를 배우고 있는데 발음이 가끔 제게는 조금 어려워요. 네, 스페인어의 바람도 어렵죠. 서로 도와주는 건 어떤가요? 함께 만 연습해 보는 건 어때세요? À, tôi hiểu bạn, tôi đang học tiếng Pháp và Pháp âm đôi cực kỳ là khó khăn với tôi. Đúng vậy, phát âm cũng khó khăn nhưng trong tiếng Tây Ban Nha có lẽ chúng ta có thể giúp đỡ lẫn nhau. Bạn có muốn thực hành nói chuyện cùng nhau không? Chào tôi. Ha ha, Arayo, cho nên Bransorun Beuko ik nunte Parami Kakum chi konun Chukum Arawayo.네, 스페인어의 발음도 어렵죠. 서로 도와주는 건 어떨까요? 함께 말 연습해 보는 건 어떠세요? Ha, tôi hiểu bạn, tôi đang học tiếng Pháp và phát âm đôi khi là khó khăn với tôi. Đúng vậy, phát âm cũng khó khăn trong trên Tây Ban Nha. Cô là chúng ta có thể giúp đồ lần nào? Bạn có muốn thức khăn nói chuyện cùng nào không? 네, 진행 한번 볼게요.
Aha, arayo, tôi hiểu, Ừ. hiểu bạn. Yeah, heyo, hiểu, yeah, không thể hiểu, yeah, hả ta. Ừ. Alta, alta, Ara arayo. Ara là biết. Nè, nè, nè. Cho nên tôi đang Franco peo yo học tiếng Pháp Ừ. và Param, Param, Barum. Param, Param, Param đôi. Tôi khắc Đôi khi chú cầm, đi lá đôi khô khi khăn chú cầm. oreo của Ừ. tôi đàn thế nên oreo với tôi khô khăn oreo chung tôi là oreo khó oreo ta Ừ. chita nên tiếng bao Chiều Oropta 반대말 쉬워요. 반대만 네. 지워요 là dễ. 예. 지워요 là dễ. 그냥 예. dễ dàng. 네. 예. 예. 네. 스페인어도 발음도 어렵죠. 능발 바람 발음도 응. 북한 좀 티엔 다이 반냐. 이반 제장 오케이 오케이 쉬워요. 원래 서로 도와주는 건 어떨까요? 원래 중따 코테 잡 돕다 잡 돕다 Giúp đỡ.도와주다 잡도 란나오 Tu qua chu chu tầng.도와주다 네 많고 함께 말 연습해보는 건 어때요? 많고 원하다 Muốn quan hạ tầng.네네 thức là hắn Thực hành tôi hắn dùng sức. nói chuyện đeo Tê hoa ha hạ ha tạ nói chuyện thực hành nhân sự ta cũng y như cô nào không ham kê nè cũng anh kia ở nè 이번에는 땡백 앤 땡한 네. 유도 네 코베 트웨보이 중타 코체 조 주엔 방카 하이 농누 바듀라판 호이 조 나우 히 나우 반 란냐 Thế cuối tuần này thì sao? Chúng ta có thể có một buổi trao đổi ngôn ngữ ảo qua cuộc gọi video. 좋은 생각 같아요. 우리는 두 가지 언어로 대화하고 서로 피드백을 주고받을 수 있어요. 언젠가 가장 좋을까요? 이번 주말은 어떤가요? 황성 통화는 통해 가산 언어 교환 세선은 진행 한수있 있은 có gì요? Chào đổi. Điều đó có nghe có vẻ tuyệt vời. Chúng ta có thể trò chuyện bằng cả hai ngôn ngữ và đưa ra phản hồi cho nhau khi nào bạn rảnh nhé. Thế cô ấy chuẩn này đi sao? Chúng ta có thể có một buổi trao đổi nông nước ao qua cuộc buổi video. Chôn sen cắt ca cha dồ ổ rì nương tô tu ca chi on no rô tê hoa ha cô so rô bi tư bạc tương chu cô bạc tương su ích so yô on chê ca ca chăm cho ưn ca yô. 이번 주말 어떨까요? 화상 통화를 통해 가상 언어 교환 세션을 진행할 수 있을 거예요. 네, 티앵베 볼게요. 뉴도 네 고베 트웨보이 좋아요. 트웨보이 Tuyệt vời.고벨라 좋은 Có생각이에요. 뉴도 có vẻ là ca thayo. 같아요. 고바 같아요. 뉴도 네 좋은 생각 같아요. 중타 코테 조 추엔 조 추엔 Trò chuyện tê hoa yakin대화하다 조 yakin추엔 방카 하이 농누 두 언어로 hatan. Tu하이 dọn luôn농누 rồi.두 언어로 언어 농누 방카
và Kriegos vừa là phan hôi cho nào khi chưa Đúng biết rồi vừa là là phan hôi chỗ nào thì có Peter Beck phan hôi phản hồ B2B. Peter Beck là thiên biệt uy dân ok khi nào bạn ăn nhất lần nhất ông chế cả khi nào ông chế Ông chị em lần khi nhất nào? ở khắc kỳ chùa yếu để quay khách sĩ sơ yếu khách sĩ sơ yếu thế thế sau quay chuẩn này chú mà đây Ý chú mà rê. chú mà đó thế Ok, sẽ yếu. quay chuẩn chú mà chúng ta có thể đi nên có mô bôi trao đôi nóng nước Không sao. ở nô kiểu ăn trao đôi nóng nước Ông nó kêu không? nè có thể có một buổi ano kiểu session Này, lesson. session ao qua quốc coi video coi Để hai video người đi sổ gặp nè lại nè gặp nhé. nè Xin chào thầy. 이건 이제 2분 남았어요. 8분. 우리 이제 끝내야 돼. 엠코 보이? 질 Anh có câu hỏi gì cho thầy không kìa, anh nói đi. À, ý là giờ thầy với em cứ học đi ha, rồi Không, sắp hết rồi, sắp xong rồi. bữa nào rồi anh chat với à. Sắp sắp xong rồi, còn một xíu nữa là xong rồi. À Ừ, hai phút nữa hay rồi 5 phút nữa. nè rồi rồi ok. à, Ok 지금 1분 남아서 이제 인사 나눠요. 다음에 또 남녀는 영어 잘하니까 열심히 공부해서 뭐 같이 또 공부하고 남녀는 나하고 남녀 you can learn about how to read Korean. You teach me Vietnamese, doing that. Okay. Một 1분 남았어요. We study for about 40 minutes. About no, if possible every day. And 40분 정도 해요. Because and the Zoom the for free and only for 45 minutes. We don't have to pay to study because this is only language exchange, not the business. We help each other. We are teacher each other. Okay. Nè. Okay. Hẹn gặp lại. Tạm biệt. Vâng. Hẹn Nè, gặp lại. Anh nè, cố gắng học tốt nha. Giờ xong rồi nè. đấy. Nè. Rồi. Xin chào. Dạ, Vâng, thì học bye kiểu học như vậy bye, tạm biệt. thì cứ